Có rồi, 100% có đó, cái này đi chở cái tòa đào cưới này. Cuốn thế đi em. Cuốn này. Anh cuốn. Đào bới dưới lòng cũng luôn. Bảy cái cây này lên. Không có gì. Đấy, gì bút. Đấy, thử anh cho. Bới rồi đấy. Cái gì á? Cái gì á? Trong này có gì đấy? Có gì rồi? Có rồi, 100% có đó, cái này đi đợi cho đào cưới này. Đấy, đấy. Cuốn thế gì á? Đấy, cuốn này. Mẹ đào mạnh đi. Đào bới dưới lòng cũng nhanh. Thêm 7 cái cây này lên xuống. Ừ. Nè. Ui dồi. Cái gì vậy? Đào bới gớm ấy. Không có gì. Kia bùn bùn ra đấy, bùn bùn đấy, 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 vẫn bới. Đấy. Đấy. Bới. Có quán riêng mà mày bới đấy. Bới cá mặt tao bút. Mà anh em bới tất cả các đống này ra xem là có con gì không? Anh chạy đi, cái khối này. Em cứ ấy đó. Cái này có gì mà nó vẫn bới đây nè. Cái này xa. Đây chắc là à. Có lỗ, có lỗ. Ui, ui, ui. Đấy, đấy màu rồi. Ui, nó bới không. Mày quá.
Thế nào? Bún nào? Để cho nó tự nằm. Con bún này nó mới, nó không như được như con bún anh cũ. Úi giời, mới được cả con run này. Nó mới lung tung kìa. Con run nó không cắn nhỉ? Run nó không cắn. Mới gớm nè. Được mỗi con ngựa thôi mà. Lưỡi còn đứt không? Được rồi. Ấy à, ấy à, ấy à. Thấy gì đâu? Mạnh lắm. Thấy gì? Con gì đấy không? Mới được một con bổ ngựa mà nó kinh. Chắc chắn là vẫn còn nhá. Nó vẫn còn ở khu vực này, chắc là anh đào bới tung khu vực trên này. Mảnh ra cái khu vực kia không có. Bull. Em lật tung hẳn cái đống ấy lên xem có con gì không? Có thì gọi bọn anh ra. Cái đống ngoài ấy. Hơi thì chắc vẫn còn, lúc nào là vẫn còn đấy nhỉ? Hay là mùi của con rắn rồi đấy? Bới từ thôi, bới đặt từng miếng ra một. Bới tách biệt hẳn ra. Vừa đây anh em mình đào kia không thấy gì, thì được có mấy con hổ ngựa ấy.
chuyển sang khu vực này đào thêm gỗ con nào. Bun anh hơi đi Bun ơi. Anh đừng bới như này, bới từ chân em. Nếu mà thấy bới từ chân em đi. Thợ săn số 1 đi săn này. Anh hơi đấy. Bun đây. Bun đâu rồi? Bun đây. Ra đây nha. Đấy, đi bên. Đấy. Ui, cái gì? Ui. Đâu ơi. Không cần, không cần ghi đâu, cô cháu không cần phải ghi đâu. Đấy, đưa lên lên. Cứ bình tĩnh đưa lên. Ui, mẹ con có tốt thế. Ui. Dừng. Hả? Cứ vút ve nó không cắn đâu mọi người ạ. Ok. Được. Nó hàng tiến lắm bây giờ, sao giúp bố ấy? Lấy làn đi em ơi. Lấy làn đi tránh ra luôn đấy. Mọi người xem này. Đây con hổ trâu nhá mọi người nhá. Chưa. À, đây để to. Nó xong vung thôi. Rồi, mang ra đây đi anh. Vung ở đây ở kia giúp bố. Bùn nó thấy giờ thấy rắn cái nó lao kinh lắm. Mày qua mình vừa ấy thấy nó ra mình giữ lại con bùn không kìa. Thôi được rồi. Thế là anh em được một con hổ ngựa và một con hổ trâu. Thành quả ngày hôm nay là một ngựa một trâu được mọi người nhá. Đây là bùn là chiến binh của chúng ta đây mọi người này. Ai bùn ơi, mày đừng nhìn thấy rắn mày đừng bày tỏ cái cảm giác quá khích làm gì. Quay mặt ở đây là. Nó rất là phấn khích khi tìm thấy rắn đấy mọi người nhé. Một trong những chú chó săn mà mình mới huấn luyện được. Tuy là nó chỉ bằng bun anh nhưng mà nó cũng khá là ok rồi. Rất là khỏe luôn đi sư phụ nhỉ. Chỉ còn cái vấn đề là tập bơi nữa thôi. Bơi như đứa trẻ con. Bây giờ thầy trò mình tiếp tục đi săn nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem video thì thấy hay nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ Bun và toàn thể anh em trong team của mình nhé mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nhé mọi người nhé. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người nhé.